đội tuyển Việt Nam, hai nhiệm vụ quan trọng của ông Trucci. Dịp FIFA Days với 3 trận giao hữu đầy chất lượng trong tháng 10 có ý nghĩa rất lớn với đội tuyển Việt Nam. Có thể coi đây là màn tổng duyệt của huấn luyện viên Trucci trước trận đánh lớn ở tháng 11 tới. So với các đội tuyển quốc gia trong khu vực, đội tuyển Việt Nam được đánh giá có đợt FIFA Days chất lượng và có sức hút nhất khi có đến 3 trận đấu giao hữu, lại trước các quân xanh hàng đầu châu Á gồm Hàn Quốc, hạng 26 thế giới. Thứ 3 châu Á, Uzbekistan, 75 thế giới, 10 châu Á, và Trung Quốc, 80 thế giới, 11 châu Á. Có lẽ, việc tìm kiếm những đối thủ có chất lượng chuyên môn cao cho đoàn quân của ông Trucci thử sức nằm trong tính toán chuyên môn để đảm bảo giúp cho đội tuyển Việt Nam có những màn tổng duyệt chất lượng nhất trước khi vào trận đánh lớn. Bởi vào tháng 11 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch hướng đến World Cup 2026 bằng chuyến làm khách trên sân đội tuyển Philippines ngày 16 tháng 11. Sau đó trở về sân nhà tiếp đội tuyển Iraq ngày 21 tháng 11 với sự kỳ vọng sẽ lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi thế giới. Khi sân chơi chính thức đang đến gần, huấn luyện viên Trucci có lẽ sẽ đặt ra hai mục tiêu quan trọng trong những trận giao hữu sắp tới. Theo bản danh sách triệu tập vừa được công bố, một nửa trong số 33 cầu thủ được gọi là tuyển thủ U23 quốc gia hoặc chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhiều. Số cầu thủ này gần như chưa một lần được đăng ký vào danh sách thi đấu của đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu chính thức trước đó. Dù vậy, họ đều là những gương mặt tiềm năng, đã để lại dấu ấn khá đậm nét trong các đội tuyển trẻ quốc gia trong thời gian vừa qua. Hành trình hướng đến World Cup 2026 là một chặng đường dài. Vì nhiều lý do khác nhau như phong độ, chấn thương nên không chắc chắn. Những trụ cột của đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua sẽ có thể tiếp tục trụ vững cho đến cuối hành trình. Vì thế, nhiệm vụ của ông Trucci là sẵn sàng các phương án dự phòng. Thay thế để khi bất trắc xảy ra sẽ có phương án thay thế một cách chủ động cũng như tìm kiếm gương mặt mới cho đội tuyển quốc gia. Văn Khang, Đình Bắc, nguồn lực kế cận cho đội tuyển quốc gia cần được thử sức ngay bây giờ. Không nơi nào khác, những trận giao hữu với Trung Quốc, Hàn Quốc hay Uzbekistan là dịp rất tốt để thử lửa, trui rèn về chuyên môn cũng như bản lĩnh và kinh nghiệm quốc tế cho lực lượng kế cận. Y như cách ông đã từng làm trong hai trận giao hữu vừa qua. Khi được trao cơ hội để tập luyện cùng các đàn anh, thi đấu giao hữu trước các đội bóng lớn, những Đình Bắc, Đức Phú, Văn Khang sẽ có cơ hội để trưởng thành nhanh chóng, qua đó, sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở các giải đấu quốc tế một khi được huấn luyện viên Trucci yêu cầu. Bên cạnh chuẩn bị nguồn nhân sự cho tương lai, một nhiệm vụ quan trọng khác của huấn luyện viên Trucci là xây dựng lối chơi, tìm bộ khung chính của đội tuyển Việt Nam cho hai trận đấu chính thức vào tháng 11 tới. So sánh về lối chơi, huấn luyện viên Trucci có quan điểm chiến thuật, triết lý bóng đá có sự khác biệt so với người tiền nhiệm Park Hang-seo khi muốn xây dựng một đội tuyển quốc gia giàu chất tấn công hơn. Có thể thấy, tín hiệu lạc quan về lối chơi dưới thời của ông thầy người Pháp đang ngày càng tăng dần so với thời điểm ông Trucci mới bắt tay vào công việc. Cũng dễ hiểu khi có thêm thời gian, thầy trò sẽ hiểu nhau hơn cả về tính cách cũng như sở trường, sở đoản trong lối chơi, chiến thuật của nhau. Bằng chứng là ở trận giao hữu với đội tuyển Palestine hồi tháng 9 vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện được hình ảnh khả ái hơn so với trước. Hy vọng, đội tuyển Việt Nam sẽ có những bước tiến đáng kể hơn nữa trong các trận giao hữu sắp tới sau khi các học trò hiểu và vận dụng được thuần thục ý đồ chiến thuật của ông thầy người Pháp. Qua đó, sẵn sàng bước vào chinh phục mục tiêu trong hành trình hướng đến World Cup 2026. Lịch thi đấu giao hữu của đội tuyển Việt Nam trong tháng 10. 10-10 Trung Quốc, Việt Nam. 13-10 Uzbekistan, Việt Nam. 17-10 Hàn Quốc, Việt Nam.